Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm trang bìa trong Word cực đẹp bằng các mẫu có sẵn. Còn nếu mà các bạn chúng ta tự làm á thì nó sẽ không đẹp nha. Ví dụ như đây, tôi sẽ tự làm trang bìa bằng cách là vào tab design. Tiếp theo ở đây, tôi sẽ chọn vào bay border. Thì lúc này á nó sẽ xuất hiện hộp thoại là border and shading. Sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào tab là Play border. Rồi tiếp theo ở mục style này, tôi sẽ tiến hành là chọn đường kẻ không cho trang bìa giả sử như đây tôi sẽ chọn nét này thì lúc này các bạn thấy này nó sẽ có đường không bao bên ngoài rồi ở dòng là amplitude á tôi sẽ chọn vào zip section tức là tôi chỉ tạo trang bìa ở trang đầu tiên mà thôi và tôi chọn vào ok thì lúc này á nó sẽ tạo ra cho tôi một trang bìa tuy nhiên nếu mà tôi làm thế này á thì cái mẫu trang bìa của tôi nhìn rất là xấu thay vì các bạn chúng ta tự tạo á thì trong video này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các mẫu trang bìa cực đẹp các bạn chúng ta chỉ cần là tải về và chỉnh sửa thôi cho nó phù hợp với nội dung của bạn mà thôi thì các mẫu trang bìa đẹp á các bạn lấy ở đâu thì ở đây này sau khi các bạn chúng ta xem video của tôi á các bạn chúng ta sẽ kéo xuống phần mô tả tiếp theo ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn cái dòng là hiện thêm thì ở đây á tôi đã để các mẫu trang bìa này ví dụ như là mẫu bìa báo cáo mẫu bìa quật 2021 đẹp này. Tiểu luật luận án, giao án ngang này. Mẫu bìa 2020 đẹp. Đó, các bạn chúng ta muốn là tải về chủ đề nào? Ví dụ như đây, tôi muốn là làm mẫu bìa về báo cáo á thì tôi sẽ chọn ở đường lên này. Thì lúc này á, các bạn chúng ta đợi khoảng vài giây để cho nó lock tới đường link Google Drive. Đó, ở lần đầu tiên á thì nó sẽ hơi lâu nha. Tuy nhiên, ở lần sau á các bạn chúng ta sẽ chọn vào link thì nó sẽ nhanh hơn. Đó như vậy là nó đã lót tới Google Array. Đây là các mẫu bia về báo cáo. Rồi, nếu mà các bạn chúng ta thấy mẫu bia nào đẹp á, thì các bạn chúng ta tải về. Ví dụ như đây, tôi xem mẫu bia này. Bằng cách là tôi bấm đúp chuột vào nó. Đây là mẫu bia này. Rồi, lưu ý nha, khi các bạn chúng ta xem mẫu bia trên mạng á, nó không đúng định dạng đâu. Mà các bạn chúng ta phải tải về, thì chúng ta mới xem được đúng định dạng. Giả sử như đây, tôi sẽ tải cái mẫu pin này về bằng cách là bấm phải chuột của nó chọn vào tải xuống thì lúc này á mẫu bia nó sẽ được tải về máy tính của tôi bây giờ tôi sẽ mở nó lên này. Đó, đây là mẫu bìa mà tôi vừa tải về muốn chỉnh sửa mẫu bìa này á thì tôi sẽ chọn vào enable editing rồi sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ nhập nội dung làm sao cho nó phù hợp với trang bìa của bạn ví dụ như đây tôi sẽ nhập là đại học Tây Bắc chẳng hạn Đó Khoa gì các bạn chúng ta nhập vào nha Đề tài gì á Các bạn chúng ta nhập vào nha Giả viên hướng dẫn Sau đó nhập vào sinh viên thực hiện đó. Tiếp theo nhập ngày tháng năm Các bạn có thể là chỉnh sửa nha Thì các bạn thấy này Cái mẫu chân pin này á Nhìn rất là đẹp Đẹp hơn là chúng ta tự tạo Đó Bạn cũng có thể là Tham khảo các mẫu bi khác đó, ở đây các bạn chúng ta sẽ thấy mẫu pin nào đẹp thì các bạn chúng ta tải về nha hoặc nếu mà các bạn chúng ta làm báo cáo các bạn cũng có thể là tải mẫu pin tiểu luận sau đó các bạn chúng ta sẽ chỉnh sửa nội dung làm sao cho nó phù hợp với bạn nha giả sử như đây tôi sẽ chọn vào mẫu pin này đó, các bạn chúng ta cứ xem lần lượt qua thấy mẫu pin nào đẹp thì các bạn chúng ta tải về nha rồi giả sử như đây tôi muốn là tải mẫu pin này về đầu tiên tôi sẽ xem nó trước đã rồi bây giờ tôi sẽ tải nó về bằng cách là bấm phải chuột vào nó chọn vào tải xuống thì lúc này á nó sẽ tải bia về bây giờ tôi sẽ mở nó lên để tôi chỉnh sửa đây tôi sẽ canh giữa này sau đó các bạn có thể là chọn lại phong chữ nha đó chỉnh sửa làm sao cho nó phù hợp với bia của bạn nha rồi chẳng hạn ở đây tôi sẽ chọn về tiểu luận chẳng hạn đó ở đây tôi thấy cái mẫu bìa là đẹp này thì tôi sẽ tải nó về bằng cách là bấm phải chuột của nó chọn vào tải xuống đó, nó sẽ tải xuống sau đó các bạn chúng ta sẽ tiến hành là chỉnh sửa nội dung nha làm sao cho nó phù hợp với bì của bạn đó các bạn chúng ta sẽ vào đây để các bạn chúng ta tìm mẫu bì nào phù hợp với bạn và các bạn chúng ta chỉnh sửa nha rồi như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách làm trang bìa trong quật cực đẹp. Nếu thấy video hay, hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn bạn đã theo dõi.